Chào mừng mọi người đến kênh tin tức nóng chọn lọc của mình nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến các bạn những phần tin thú vị, hấp dẫn cũng như là gây cấn nhất trong chương trình ngày hôm nay luôn nha mọi người. Và bây giờ thì không làm mất thời giờ của mọi người nữa, chúng ta hãy bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Mỹ triển khai tiêm cách F-22 gần Nga. Mỹ thông báo điều tiêm cách tàng hình F-22 đến Estonia để bảo vệ sườn đông NATO và răn đe các hành động hung hăng trong khu vực. Các tiêm kích F-22 đang hỗ trợ nhiệm vụ lá chắn đường không NATO đã tiến hành đợt triển khai chiến đấu linh hoạt ICE đến căn cứ Amari phía bắc Estonia hôm 8 tháng 5 để răn đe các hành động hung hăng tại khu vực biển Baltic. Bộ Tư lệnh tác chiến đường không thuộc Không quân Mỹ ra thông cáo cho biết, giới chức Mỹ không cho biết số lượng tiêm kích F-22 triển khai đến Estonia và thời gian lưu trú tại căn cứ Amara. Không quân Mỹ đầu tháng 4 điều động 12 chiến đấu cơ tàng hình F-22 đến đóng quân tại căn cứ Borwick ở Ba Lan nhằm hỗ trợ hoạt động bảo vệ sườn đông dài 2.400 km của NATO. Giới chức Mỹ cho rằng ba nước lớn vùng Baltic gồm Estonia, Latvia và Litva nằm trên cửa ngõ đường bộ, đường không và đường biển trọng yếu, đòi hỏi cách tiếp cận phối hợp giữa các đồng minh để duy trì quyền tự do đi lại trong khu vực. Bộ Quốc phòng Estonia và giới chức Nga chưa bình luận về thông tin. Căng thẳng tại khu vực Baltic leo thang từ giữa năm ngoái do chiến dịch của Nga tại Ukraine cũng như Thụy Điển và Phần Lan xin gia nhập NATO. Liên minh đã kết nạp Phần Lan và nếu Thụy Điển cũng được bật đèn xanh, Nga sẽ trở thành nước duy nhất ven biển Baltic không phải là thành viên của liên minh. Phi cơ Nga thường bay gần không phận ba nước vùng Baltic gồm Estonia, Latvia và Litva trong hành trình đến và đi từ vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad. Nga và NATO cũng nhiều lần triển khai quân tặc cơ hoặc trinh sát cơ ám sát không phận của nhau. Máy bay hai bên luôn chạm mặt trong các nhiệm vụ này, nhưng thường tiếp cận và giám sát chuyên nghiệp an toàn. Tin tiếp theo, Mỹ sắp công bố gói viện trợ 1,2 tỷ USD cho Ukraine. Mỹ dự kiến cung cấp thêm 1,2 tỷ USD viện trợ quân sự dài hạn cho Ukraine để tăng cường quân sự phòng không cho nước này. Các quan chức Mỹ ngày 8 tháng 5 cho biết giới chức nước này dự kiến công bố gói viện trợ mới vào ngày 9 tháng 5. Gói viện trợ này dự kiến được giải ngân trong nhiều tháng và nhiều năm tới để đảm bảo nhu cầu an ninh trong tương lai của Ukraine, khác với các đợt viện trợ vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự được rút thẳng từ kho của quân đội Mỹ trước đây. Với trị giá 1,2 tỷ USD, gói này nâng tổng số viện trợ quân sự Mỹ dành cho Ukraine lên gần 37 tỷ USD từ khi xung đột giữa nước này với Nga bùng phát hồi tháng 2 năm 2022. Mỹ dự kiến cung cấp khoản tiền nói trên theo sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine, USAID. Các quan chức Mỹ cho biết một phần tài khoản tiền sẽ được chi cho các tổ hợp phòng không MEM-23 Hawk được Mỹ phát triển từ những năm 1950 và lợi biên năm 2002. Gói hỗ trợ cũng có đạn tên lửa, máy bay không người lái UAV, hỗ trợ phòng không, pháo, rocket, ảnh vệ tinh, kinh phí cho bảo trì và phụ tùng thay thế của nhiều hệ thống vũ khí. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh phòng không Ukraine đối mặt áp lực lớn từ các đợt không kích của Nga trước thềm đợt phản công quy mô lớn. Giới chức Ukraine tuyên bố Nga ngày 8 tháng 5 phóng gần 60 UAV tự sát, trong đó hơn một nửa nhằm vào thủ đô Kiev. Quan chức Ukraine cho rằng Nga tăng cường độ không kích nhằm đánh giá và tìm cách bào mòn phòng không nước này. Họ cũng nhận định Nga thay đổi chiến thuật, sử dụng tiêm kích UAV dụ phòng không Ukraine lộ diện, rồi tập kích vị trí triển khai của đối phương. Các tài liệu được tình báo Mỹ soạn thảo cuối tháng 2 rò rỉ gần đây cho thấy lực lượng phòng không Ukraine ngày càng bị bào mòn sau hơn một năm chiến sự và không thể ngăn chặn Nga chiếm hoàn toàn ưu thế trên không. Theo tài liệu tình báo rò rỉ, Mỹ đánh giá khả năng bảo vệ tiền tuyến của các hệ thống phòng không Ukraine sẽ giảm mạnh từ ngày 23 tháng 5. Kho dự trữ đạn cho tên lửa tầm trung Bush M1 và tầm xa S-300, vốn chiếm 89% năng lực phòng thủ của Ukraine, được dự báo sẽ cạn kiệt vào tháng 4 và tháng 5. Tình trạng tương tự cũng có thể xảy ra với hệ thống NASAM được Mỹ cung cấp. Giới chuyên gia phương Tây cho rằng, trong tình huống này, quân đội Ukraine sẽ đối mặt với kịch bản thảm họa khi đánh mất lưới phòng không vốn giúp họ kiểm tra các loại tiêm kích, cường kích, quân tặc cơ, UAV và tên lửa hành trình Nga suốt nhiều tháng qua. Tin tiếp theo, nghi phạm xả súng giết 8 người ở Texas từng bị loại ngủ. Mauricio Garcia, nghi phạm xả súng giết 8 người chết ở trung tâm thương mại Texas,
từng bị đuổi khỏi quân Mỹ sau 3 tháng nhập ngũ. Garcia gia nhập lục quân Mỹ tháng 6 năm 2008. 3 tháng sau, anh ta bị loại ngũ khi chưa hoàn thành khóa huấn luyện tân binh. Phát ngôn viên lục quân Mỹ Hector Hagan hôm 8 tháng 5 hôm nay đề cập đến nghi phạm gây ra vụ xả súng tại trung tâm thương mại Allen Premium Outlet ở Texas hôm 6 tháng 5. Hagan không nêu lý do Garcia bị đuổi khỏi quân đội, nhưng biện pháp này thường được áp dụng với những người không đủ tiêu chuẩn hoặc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Anh ta không được cấp chứng nhận về chuyên môn quân sự, cũng chưa từng được triển khai làm nhiệm vụ hay có thành tích nào, người phát ngôn lục quân Mỹ nói thêm. Mauricio Garcia, 33 tuổi, ngày 6 tháng 5 bị cảnh sát bắn chết sau khi xả súng khiến 8 người thiệt mạng trong bãi đậu xe của trung tâm thương mại Allen Premium Outlet ở thành phố Allen hạt Collin, bang Texas. Truyền thông Mỹ và trang điều tra độc lập Bellingcat đưa tin Garcia có tài khoản trên một trang mạng xã hội bày tỏ quan điểm tân phát xít và kỳ thị phụ nữ, đồng thời tiết lộ những lo lắng về sức khỏe tâm thần của bản thân. Tài khoản này cũng đăng các bức ảnh một người cởi trần có hình xăm biểu tượng phát xít Đức, song không rõ liệu đó có phải là Garcia hay không. Giới chức hành pháp Mỹ từ chối bình luận về tài khoản này, nhưng một người cho biết thông tin trên truyền thông về phiên hướng cực hữu của Garcia xuất phát từ tài liệu bị rò rỉ trong cuộc điều tra do Sở An toàn Công cộng Texas và FBI tiến hành. 3 trong số những người thiệt mạng trong vụ xả súng là cặp vợ chồng người Mỹ gốc Hàn và con trai 3 tuổi của họ. Cậu con trai 6 tuổi, William, là người duy nhất trong gia đình sống sót sau vụ xả súng kinh hoàng đó. Theo trang gây quỹ GoFundMe, sau khi bị loại ngũ, Garcia làm bảo vệ cho ít nhất 3 công ty an ninh tại Texas trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 và được huấn luyện sử dụng súng. Các nhân viên bảo vệ được đào tạo tại Texas sẽ phải trải qua quá trình kiểm tra lý lịch và sẽ bị loại nếu phạm một số tội như tấn công người, trộm cắp. Trong năm nay, Mỹ đã ghi nhận hơn 195 vụ xả súng theo thống kê của Tổ chức Lưu trữ Thông tin Bạo lực Súng đạn. Tổ chức này định nghĩa xả súng là sự việc có trên 4 người bị bắn, không tính kẻ gây án. Bản tin tiếp theo là bản tin về chiến sự giữa Nga và Ukraine. Trung Quốc nờ tuyên bố lực lượng ở Bắc Môn đã nhận thêm đạn. Lãnh đạo Quốc nờ cho biết các đơn vị tại Bắc Môn bắt đầu nhận được đạn dược tiếp tế và tiếp tục tiến quân ở trong thành phố. Thông tin sơ bộ cho thấy chúng tôi đã bắt đầu nhận được đạn dược. Giao tranh tại Bắc Môn vẫn rất ác liệt. Các đơn vị sẽ tiếp tục duy trì đà tiến quân. Đối phương chỉ còn kiểm soát khoảng 2,36 km2 diện tích thành phố. Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Nga Wagner, cho biết tên Telegram hôm 8 tháng 5. Bộ Quốc phòng Nga không bình luận về thông tin này, nhưng thông báo các phân đội xung kích, cụm từ ám chỉ lực lượng Wagner, đang tiến quân ở phía tây Bắc Môn với sự yểm trợ của quân đội chính quy. Lực lượng đổ bộ đường không yểm trợ họ và kiềm chân những đơn vị Ukraine dọc sườn của các mũi tiến công. Không quân tiến hành 5 chiến xuất kích, trong khi cánh quân Nam thực hiện 69 đợt pháo kích nhằm vào khu vực Radnot, Bodanova, Tuspotsky và Chakovya trong 24 giờ qua, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho hay. Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin. Prigozhin hôm 5 tháng 5 tuyên bố sẽ rút lực lượng khỏi Bắc Môn ngày 10 tháng 5 do Bộ Quốc phòng Nga không cung cấp đạn dược. Ông nói rằng tập đoàn Wagner đã cạn kiệt nguồn lực sau hơn 400 ngày tham chiến ở Bắc Môn. Các đơn vị mất khả năng chiến đấu và phải rút lui để bảo toàn lực lượng. Tuy nhiên, lãnh đạo Wagner hôm 7 tháng 5 cho biết giới chức Nga hứa cung cấp tất cả đạn dược và vũ khí cần thiết để tập đoàn tiếp tục chiến dịch ở thành phố Bắc Môn. Ông Prigozhin cũng cho biết tướng Sergei Shirovikin sẽ giám sát các hoạt động của Wagner trong khuôn khổ hiệp đồng giữa tập đoàn này với Bộ Quốc phòng Nga. Giao tranh dữ dội tại Bắc Môn diễn ra trong nhiều tháng qua khi Nga và Ukraine đều dồn lực vào trận đánh tại đây. Ukraine tuyên bố Bắc Môn là chìa khóa để kiềm hãm lực lượng Nga tại vùng Donbass và ngăn họ tiến xa hơn về phía Tây. Các đơn vị Wagner đóng vai trò xung kích trong chiến dịch tiến công tại thành phố Bắc Môn, trong khi lực lượng chính quy Nga yểm trợ và ngăn Ukraine đánh tạt sườn họ. Lãnh đạo Wagner tuyên bố lực lượng Nga đã kiểm soát 95% diện tích Bắc Môn, quân đội Ukraine còn giữ khoảng 2 km2 ở phía tây thành phố. Bản tin cuối cùng trong ngày hôm nay, bản tin thứ 5, cũng là bản tin hấp dẫn, thú vị và gây cấn nhất, cũng về chiến sự Nga-Ukraine luôn nha mọi người. Vì vậy biết được tình hình chiến sự giữa Nga-Ukraine mới nhất ngày hôm nay, thì hãy bắt đầu với bản tin cuối cùng trong video của mình hôm nay luôn nha cả nhà. Ukraine lo ngại nguy cơ chiến dịch phản công gây thất vọng.
giới lãnh đạo Ukraine đang cố gắng hạ thấp kỳ vọng về chiến dịch phản công vì lo ngại những gì diễn ra có thể không như mong muốn. Kỳ vọng về chiến dịch phản công của chúng tôi được đánh giá quá cao trên thế giới, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleh Syrenikov cho biết trong cuộc phỏng vấn hồi tuần trước. Hầu hết mọi người đang chờ đợi điều gì đó to lớn, nhưng điều đó vẫn có thể dẫn đến nỗi thất vọng. Cuộc phản công được lên kế hoạch của Ukraine có thể là bước ngoặt quan trọng nhất trong hơn một năm xung đột, khi Kiev tìm cách giành lại những vùng lãnh thổ trọng yếu và chứng minh với các đồng minh phương Tây rằng việc tiếp tục viện trợ quân sự cho Kiev là xứng đáng. Để đạt kết quả lớn khi phản công, Ukraine phải có lợi thế áp đảo về hỏa lực và quân số, theo nguyên tắc bên tấn công phải đông gấp 3 lần bên đồng phòng thủ. Tuy nhiên, khi lực lượng Nga đã củng cố phòng tuyến trên khắp các mặt trận dài gần 1.500 km, các đơn vị Ukraine sẽ khó tiến xa với nguồn lực hiện nay, giới chuyên gia lưu ý. Trong quá trình bí mật tích lũy lực lượng và nguồn lực trước cuộc phản công, giới chức Ukraine sẽ đối mặt với một câu hỏi khó. Kết quả nào sẽ đủ gây ấn tượng với phương Tây, đặc biệt là Mỹ? Một số người lo ngại nếu phản công thất bại, Ukraine có thể mất đáng kể nguồn lực quân sự từ đồng minh hoặc phải ngồi vào bàn đàm phán với Nga ở thế bất lợi, qua đó phải từ bỏ lãnh thổ, điều mà Kiev luôn nhấn mạnh là không thể chấp nhận. Tôi tin rằng chúng tôi càng giành được nhiều chiến thắng trên chiến trường thì càng có nhiều người tin tưởng vào Ukraine. Điều đó đồng nghĩa chúng tôi sẽ nhận được nhiều trợ giúp hơn, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn đầu tuần với Washington Post. Kiev muốn tạo ra bước đột phá ở mặt trận miền Đông và miền Nam đất nước, trong bối cảnh cục diện giao tranh đang bế tắc. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng Ukraine sẽ gần như không thể đẩy lùi lực lượng Nga trở lại vị trí trước khi xung đột xảy ra. Áp lực một phần đến từ thắng lợi trong những chiến dịch thành công trước đây của Ukraine. Đầu tiên là nỗ lực đẩy lùi quân đội Nga khỏi ngoại ô thủ đô Kiev, sau đó là chiến dịch phản công chớp nhoáng hồi tháng 9 năm 2022, giúp Ukraine giành lại phần lãnh thổ đáng kể ở Kharkov và Kherson. Chúng tôi đã đập tan suy nghĩ rằng Ukraine sẽ gục ngã trong 72 giờ sau khi chiến sự nổ ra. Nhưng những thách thức đó cũng sẽ khiến các đối tác của Ukraine kỳ vọng rằng chúng tôi sẽ đạt được thành công như vậy thêm một lần nữa. Bộ trưởng Quốc phòng Zelensky cho hay, các đối tác phương Tây đã truyền đạt tới tôi rằng họ cần một thành công nữa để thuyết phục người dân nước. Họ tiếp tục ủng hộ Ukraine, nhưng tôi không thể nói trước quy mô thành công sẽ ở mức nào, 10 km, 30 km. 100 km hay 200 km, ông cho biết thêm. Trong chiến dịch phản công cuối năm ngoái, quân đội Ukraine đã có lợi thế về yếu tố bất ngờ ở Kherson và địa hình thuận lợi tại Kherson. Nhưng hiện tại, Nga là bên có lợi về địa lý và quân số đông đảo hơn. Zelensky cho biết ít nhất 300.000 quân Nga đang hiện diện trên lãnh thổ nước này. Mục tiêu chủ chốt đối với chiến dịch phản công của Ukraine là cắt đứt hành lang trên bộ giữa vùng Donbass và Crimea, ngăn chặn các tiếp tế quan trọng cho quân đội Nga ở Zaporizhia và cô lập lực lượng trên bán đảo. Mục tiêu hàng đầu khác là giành lại các cơ sở hạ tầng chính trị như nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia nằm ở thành phố Henehoda và nhà máy thủy điện Kakhovka ở vùng Kherson. Nhận thức rõ về những trở ngại lớn với chiến dịch phản công, các quan chức Ukraine đang tiếp tục gây sức ép để có thể nhận được thêm hỗ trợ quân sự từ phương Tây. Ukraine sẵn sàng tiến hành cuộc phản công ngay khi các vũ khí cần thiết được đối tác chuyển đến tay chúng tôi. Tổng thống Zelensky nói, thời điểm mở chiến dịch cũng phụ thuộc vào thời tiết. Khi mặt đất dọc theo chiến tuyến đang lầy lội bất thường, cản trở khả năng cơ động của xe tăng thiết giáp, lực lượng Nga ở Kherson biết rằng Ukraine thiếu khả năng tấn công tầm xa, nên đã rút tất cả sở chỉ huy, kho nhiên liệu, kho đạn vào sâu trong hậu cứ, cách tiền tuyến hơn 1.200 km. Ngoài tầm bắn của các loại vũ khí hiện đại mà Kiev đang sở hữu, Bộ trưởng Zelensky cho biết, chúng tôi cần thứ gì đó mạnh mẽ, có tầm bắn là 150 km. Tiến hậu cần của họ ngày càng gặp nhiều khó khăn, nhưng tôi còn đẩy lùi họ sâu hơn nữa, ông nhấn mạnh. Các bạn hãy cho kênh của mình một lượt đăng ký, cũng như là bật cái chuông thông báo để nhận được những video mới nhất. Kênh của mình ra video mới nhất nha mọi người. Và bây giờ thì thay mặt cho ekip của tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay, thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe. Và hẹn gặp các bạn về những bản tin kế tiếp.